Rồi chưa? Sẵn sàng chưa? Đếm đi. 1, 2, 3, bắt đầu. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Anh em ơi, mấy anh em mình hiện tại đang ở huyện Cần Duộc, tỉnh Long An các bạn. Hello các bạn nha. Giờ đi lặn lội 200 cây số. Hồi nãy có bị cỡ này trời mưa gió đường đi khó, hồi nãy bị lún sình mà không bị lún sình nhẹ. Không có quay được cho các bạn xem. Hồi nữa xong video này mình đi về mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Giờ hiện giờ mấy anh em mình đang đi bắt ba khía. Trung đang đi tìm hang đào bắt ba khía nè các bạn. Bên đây hàng dừa nước. Hàng dừa nước bên kia. Ở đây là trong cái vuông tôm này các bạn. Trong cái vuông tôm. Đó. Đang đi tìm hang đào mấy con ba khía. Phong này xách xô nha. Đây là mẹ của Trung nè. Đó, mẹ Trung. Nay đi xuống gia đình của người anh thứ tư của Trung các bạn. Có không? Bắt được con ba khía cũng khổ quá ha. Nãy giờ được mấy con rồi? Hai con, 2-3 con. 2 con. Ủa, anh địch gì vậy? Ở đây là có hang. Ở đây có hang là có ba khía nè. Xuống sâu luôn. Cho chết luôn để sống phá. Ở Đồng Tháp mình thì có hang thì bắt cua đồng. Còn đây Long An thì hang thì đi cũng té hoài vậy. Long An thì có ba khía các bạn ơi. Đó, đi vòng vòng mấy cái chỗ này tìm hang nè, tìm hang bắt ba khía. Ở đây người dân ở đây đa số người ta nuôi tôm nhiều quá các bạn ơi. Đây nguyên một hàng dừa nước. Hồi nữa mình sẽ đi chặt vài buồng dừa nước cho các bạn xem nè. Đâu vậy? Ba vòng quá. Trời ơi, ba vòng qua cái đường này hả? Trời ơi, chui ngang không chịu chui ngang. Khùng. Quá rảnh. Đi nãy giờ mấy hang không có chân vậy. Cái này hắc khu nữa rồi. Đi vượt 200 cây số mà thấy cho nãy hụt nhiều hang quá mà không có con nào chân vậy. Được có mấy con rồi. Đó. Hang tổ rồi ra hết trơn vậy. Ra là sao? Nó bò đi ra hả? Mương á. Đó, có. Kẹp hả? Mấy con còng này nó hung dữ lắm nha, chứ không phải giống như con cua đồng của mình. Tới đây. Trời. Tới đây có chưa? Được mấy con này. Có không? Đây này nè, quá trời. Không, nhét sình vô nó mới không kẹp ha. Đây thật quá ha. Rồi, bỏ vô. Còng. Ông ba khía lội quá. Ba khía bự quá. Con này giống như con còng ở miền Tây mình vậy đó các bạn. Kìa bắt được tôm kìa. Ủa tôm đâu vậy? Bển hả? Rồi, nhảy vô đi. Phải vô. Con này chịu lăn lộn dữ ta. Sao? Em là dân đồng ruộng chính gốc mà. Nãy giờ ở con kia hắc khu quá, bây giờ mình sẽ lội vào cái đường dừa nước nè các bạn. Vậy để kiếm ba khía trong đây nha. Hoành co dữ rồi nha. Đâu rồi Trung ơi? Đâu có tiêu rồi? Lội nhanh dữ vậy? Dừa nước. Ủa ba khía ở đây là nó có đâu trong hang nó ở ngoài hả? Dừa nước nè. Sao dừa nước mà không thấy buồn nào cho người ta? Khó đi quá. Rồi đây. Nhanh Phong ơi. Đi lấy xô chung bắt được mấy con nữa kìa. Đi khó đi quá các bạn ơi. Nó có ba cái cây nó lĩa chỉ lên đâm đau quá. Đi vô đại đi. Đi coi chừng nó đạp đâm á. Ui. Đau được con hả? U hang nhiều dữ rồi ta. Kìa. Hang nhiều dữ hả? Là một hang là một con hả? Ôi da, chết chà, đúng rồi. Trời hang nhiều kìa các bạn. Kìa lỗ kìa, quá trời luôn. Trời ơi, hang kìa trời. Quá trời hang luôn rồi. Ôi, hang đi của chân luôn. Đó giờ mới thấy luôn á. Đã hay chứ. Mấy bà khía này làm hang cũng độc với các bạn nè. Không, nhô lên nè. Đó rồi kìa. Đó. Ôi. Bên đây dễ bắt hơn cái mương hồi nãy. Đấy. Đây, này chắc nhiều bá khía lắm. Quá trời hang luôn. Kìa. Một hang là một con các bạn ơi. Một hang là một con luôn á. Càng nó bự kìa. Đã thiệt. Rồi mình cầm máy quay cho mình không có móc được. Vậy chỉ có mình Chung móc à. Chung này quê của anh Tư Chung cho nên Chung cũng thường xuống đây lắm. Chung móc ba khía rất là giỏi. Mình không khéo thì sẽ bị kẹp các bạn ơi. Đó đó. Hang nó sâu ghê hả? Múc cánh tay luôn kìa. Có không? Một hang một con luôn trời, đã hay trời. Một hang một con luôn. Quá bự luôn. Con bự không? Ôi. Một hang một con. Đây. Nhiều quá. Quay sản phẩm cho các bạn coi. Để đây sình thôi, không có chỗ rửa. Sình nhiều quá, sình luôn rồi. Không có chỗ rửa cho nên mấy con bên khía này hơi sình chút. Một hang là một con luôn trời. Này bắt hết cái chỗ này là nhiều cua dữ lắm luôn á, ba khía nè. Điếm các bạn điếm rồi kìa. Khích lỗ là có một hang à, một hang một con á. Một theo mình biết rồi, nãy giờ Chung hụt là một hang một con đó các bạn. Trời khích quá trời, nguyên cái gò này mà trong đây là rất nhiều cái gò luôn nha. Hồi nãy trước khi tới đây á là nó còn ở nó bò lởn ngởn ở trên mấy cái lỗ này nè. Mình đi tới là nó sợ, nó quảng, nó chạy vô hang hết rồi. Hang này nó mới làm không các bạn ơi. Hang mới không à. Đó, cứ hò tay vô một hang là dính con, hả. Hơi cực nha. Đây vừa nước. Không bắt không? Đây, đâu rồi, đây nè, không có nước rửa cho nên cục sình không vậy nè. Đó. Ở đây vừa nước. Còn vừa nước không ha. Đi xách xô qua bển không cho. Ê đừng có nhắn mấy cái hang hồi nữa, hồi nó bít hang hết rồi mình không có biết đường, mình hụt á. Bắt xong hết cái gò này chắc khoảng cũng nhiều cua, nhiều ba khía lắm à. Cái con này bự nè, con này càng bự nữa. Quá. Bự ha. Ở đây có bùn dưới nước nè các bạn ơi. Ôi. Nãy giờ thấy nguyên một đám nhưng mà nó mọc được có một bùn người ta. Ít quá ha. Tại khúc nào ta vô chặt đâu có. Hả? Khúc này gần ta vô ta chặt rồi. Người ta vô người ta chặt ha. Chạy nó hót mà chạy miếng. Đó, có rồi kìa. Không hang nào cũng có chứ á, hột vô là có à. Anh Chung này móc quen mới được nghe chứ đưa mình vô không móc là chắc không khéo là nó kẹp á. Chung móc hay quá các bạn ơi. Hay thiệt. Không ấy đi hồi nữa giờ rửa sao? Hả? Con này nhỏ. Gãy càng hả? Móc quá trời gãy càng hả? Cũng được khá ha. Mười mấy con rồi. Còn này dễ thương quá ha. Đó. Này Chung bắt còng mẹ hết rồi, với mấy con nó lẻ loi bơ dơ nè. Hay quá Trung ơi. Cứ một hang là một con, một hang một con. Đếm vòng vòng cái gò này chắc khoảng trên 200 hang. Kiếm chắc 200 con không? Cỡ đó à. Móc vậy đó bạn, luồn theo cái hang này. Đó, đụng ha, hay ha. Cũng dễ móc, cái đất này mềm hơn cái chỗ hồi nãy lúc đầu mình trong cái ao hả? Ao không có đào. Đã quá. Chị cầm con nhóc chân kìa. À, con này. Nè nữa nè, nè con động hang nó rồi mấy con cầm con nó chạy ra hả? Cũng nhiều rồi các bạn. Giờ thôi mấy anh em mình vô rửa Ba Khía rồi chế biến món gì đó cho các bạn xem. Giờ cái đường đi là khó đi quá. Anh Trung không dọc cái gì xuống đây vậy? Em đang đi mệt anh quá nha. Đó, và cái cây. Trời ơi. Trời ơi, xình không vậy? Thôi Dung ơi. Đừng có giỡn. Đi vô, không có giỡn nè. Và cái chỗ này khó đi quá. Nó vô con mắt luôn rồi. Đâu má. Ủa, xình. Ủa, không thấy được. Ủa, đâu chưa. Đây để coi. Rồi, bên hông á, bên hông. Rồi, được chưa, mở mắt coi. Ở bên hông á, bên hông á. Rồi mở đi hết rồi. Còn. Vô con mắt con luôn rồi. Đâu mở mắt cái coi. Nè, nó mờ mờ bên đây nè. Ừ, thấy. Rồi. Rồi. Đó thôi, đi vô rồi lấy nước, lấy nước rửa mặt. Chung này thiệt tình chọi cục đất sình cái nó văng lên từ lưa hết trơn. Cái đường đi thì nó khó. Mấy cây này nhọn đâm lên là nó ở dưới á, đi đau giò lắm. Cho nên đi cẩn thận, không cẩn thận là đứt giò chết luôn á. Đây người ta nuôi tôm nhiều quá. Giờ tôm. Ê, rửa chưa Trung ơi? Rửa cái xô Ba Khía rồi, quay cho các bạn xem cái xô Ba Khía mình nãy thu hoạch được nhiêu rồi. Ê, thì ra bên đây cái nó thoải mái, đi trong kia nó được không? Đầm đào chừng quá. Rửa sao em? Yeah, đi bậy xuống tắm đi, xuống tắm rửa mặt đi để sình không. Chừng ra nha. Rửa lại đẹp trai lại ha. Lúc bắt nó thì nó không giữ ha. Giờ thấy xong rồi nó không phải nó hiền mà nó mệt á. Lát nữa mình làm gì đây? Rang me hay sao? Rang me đi ha. Một số rang me, một số luộc. Cái này nướng được không? Nướng không ngon à, nướng nó bị khô thịt. Giờ mình rang me đi. Đâu, quay qua đây cho các bạn xem coi mấy con Ba Khía mình bắt được đấy. Đây là cô gái rửa xô. Quá đã các bạn ơi, nhiều quá. Tính bắt nữa là còn nhiều lắm, nhưng mà thôi anh em mình bắt nhiêu đó là đủ ăn rồi. Tại vì còn phải thời gian, còn phải đi về nữa. Sáng giờ bây giờ cũng 11 giờ, đi sáng đi từ Đồng Tháp chạy qua tới Long An để bắt Ba Khía quay cho các bạn xem á. Rửa bạn đi. Nè đi sao? Thấy cô đi bắt còng này thú vị vui không? Hôm nay mình được trải nghiệm rất là vui. Vui các bạn ơi. Được lần đầu tiên mà đi vô cái vườn cái vườn dừa nước nè. Khu dừa nước bắt Ba Khía. Trải nghiệm thú vị quá. Rồi đi vô, đem vô. Quá trời nhiều luôn. Trời ơi. Rửa cái mặt cái xình không kìa. Nè. Từ từ. Cái gì đó. Giờ mình có cái trò chơi mới nãy xình ra cũng thú vị lắm. Giờ phong nhà Chung nghe các bạn. Giờ sẽ lặn coi nào nín thở dưới nước lâu hơn nha. Rồi chưa? Sẵn sàng chưa? Đếm đi. 1, 2, 3 bắt đầu. Anh Trung vô thở rồi hả? Ôi trong chân gian không? Không, chúng ta để gì tưởng tao. Dẹp ơi, dẹp ơi. Coi máy quay coi. Dẹp ơi. Thôi để nữa về coi máy quay lại. Dẹp máy quay. Chân gian quá. Rồi lặn cũng lâu dữ hả? Rồi là lặn lại nè. Đếm 2 3 nè. Đếm 2 3 nè. 2 3 lặn. Trong lỗ mũi thôi. Ôi lơ lông cái đầu luôn. Cái đầu luôn. Thôi đi vô. Trời. Giỡn chút các bạn ơi. Giỡn cho vui, xả chết chút. Nè đi heo có thằng cụ Tí nè. Tí thì heo con của anh cậu Tư. Tính ra là có anh cậu Tư của Trung á sẽ đi heo để hướng dẫn bắt còng nữa. Mà tại vì anh xuống ngay chỗ cái dịp mà anh Tư đang đi đám ma ở gần nhà các bạn. Cho nên chỉ có ba anh em mình đi thôi. Đem lại cho chú quay cái nữa coi. Nãy rửa lần này nó hơi bị sạch hơn nè. Có mấy con tôm nữa ha. Vậy. Lên đi vô. Các bạn ơi, Ba Khía hồi nãy mình bắt được xào me này, nhìn hấp dẫn không? Ừ, hấp dẫn quá. Món càng bự là càng bự. Sao? Càng bự luôn. Đây. Ăn thử miếng được không? Quay qua ngon không? Ngon không? Đây qua giữa này. Đó. Rồi. Đây quay qua giữa này luôn. Ồ, Ba Khía nổi lên. Còn này này Ba Khía luộc nè các bạn. Hồi nãy mấy con tôm tích này thì ở chủ nhà đãi nha. Chủ nhà đãi. Đây qua tôm luôn. Tôm 30 con ký tôm ấy luôn. Tôm này thì đây chủ nhà đãi cái chỉ có cái Ba Khía nè. Tôm Bắc Kinh. Đây kia là con vợp phải không chú? Ba Khía là nha. Con gì? À con nha các bạn ơi. Ba Khía ở đây gọi là nha. Sao? Gan me ngon không Phong? Chắc. Đây mình đi xuống vượt 200 cây số đi xuống đây bắt Ba Khía. Quay cho các bạn xem á. Nhìn các bạn nhìn hấp dẫn chưa? Ừ. Nãy giờ quên mời các bạn ăn nữa. Mời các bạn ăn nha. Có con khác mời các bạn đi. Đây là con gái của Chung nè các bạn. Đây có mình cũng có xuống giao lưu với mấy chú nha. Mấy chú. Chào các bạn các mấy chú ơi. Rồi. Chú thật hà lắm, dễ thương đó. Ở đây anh anh tên gì anh? Anh Út. Đây bà chủ nhà này các bạn. Bà chủ nhà. Cái món Ba Khía gan me này hồi nãy chị chủ nhà làm nha. Ủa lộn, anh Út làm chứ. Anh Út làm phải không? Ừ nãy anh Út làm, bây giờ anh Út đang nướng tôm. Cô như là thằng nấu của Hàn Quốc. Rồi các bạn nha. Đâu rồi quay rõ cho các bạn xem thịt ghê ha. Đâu đưa tại em để cái thịt nhiều quá các bạn. Me ngon lắm. Chứ giọng ở đấy đâu. Rồi chơi vậy ta. Chạy ngang đám này nụ tuổi nó coi ra ta gì. Không đã đâu có nhầm gì vậy. Ở đây Ba Khía nhiều lắm các bạn. Chịu đi một chút là về ăn không hết luôn á. Đó, thủy ngon này làm dối thì phải có số một cuồng ngon quá. Có gạch không sao? Được, có gạch này, có gạch mình nó ướp. Thôi mình tắt máy chút các bạn ơi, mình giao lưu với mấy chú nha. Chứ cầm máy chú quay lên cái nữa. Ừ. Nói vậy lắm, chú quay lên cái nữa. Cầm máy hoài, quay hoài không có giao lưu với mấy chú được, mấy chú buồn nữa. Thôi mình tắt máy nha các bạn.